ngân vàng, hương tốt không gì để sánh ngang. Mặt biếc lăng trong chung bốn biển, tu di rực rỡ ngập hào quang. Trong ánh quang minh vô số phận, ứng thân Bồ Tát thiền vô vàng. Bốn mười tám nguyện đầy danh chúng, xin lại nhai đường tên giả xa. Nhiếp thủ Quang Trung Huy Tịnh Độ, Chánh Giác Hoa Thượng Ngộ Vô Sanh, Đại sư Thiện Đạo trong Giảng Sanh Luận Pháp có nói rằng: Đức Thế Tôn Di Đà vốn phát thệ nguyện sâu rộng, lấy danh hiệu Quang Minh độ hóa mười phương, tinh sâu nguyện thiết cầu sanh, hoặc suốt đời niệm Phật cho đến mười niệm, nhờ bổn nguyện quay thần của Phật mà được giảng sanh Tịnh Độ. Trong văn sau của Đại sư Ấn Quang có nói: A Di Đà Phật trong vô lượng kiếp phát 48 lời nguyện để độ thoát chúng sanh. Nguyện thứ 18 có nói: Nếu có chúng sanh nghe danh hiệu của tôi, chí tâm hồi hướng nguyện sanh nước tôi cho đến 10 niệm, nếu không được giảng sanh thì tôi không nhận ngôi chánh giác. A Di Đà Phật phát thệ nguyện độ chúng sanh, nếu chúng sanh không cầu tiếp dẫn Phật cũng không còn cách nào. Còn nếu như chúng sanh chí tâm tinh nguyện ra khỏi ta bà thì không một chúng sanh nào không được tiếp dẫn giảng sanh. Thật có thế giới Tây Phương Cực Lạc, thật có Đức Phật A Di Đà. Chỉ cần buông bỏ dạng duyên, không hoài nghi, không gián đoạn, không tạp niệm, nhất tâm chuyên niệm, thì cho dù lâm chung mang bệnh hiểm nghèo, trước khi tắt hơi chỉ cần nhớ câu A Di Đà Phật, từ 10 niệm cho đến 1 niệm không gián đoạn thì nhất định được giảng sanh. Nguyện cả thể chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng nguyện sanh về nước Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Kim Dân Đạo Sư A Di Đà Phật. Bậc thầy của nhân thiên
sen quý là đại giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, ngàn phiền não sạch công, hướng về Tạng Dương công đức tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm kính lễ tất cả chư Phật thường trụ trong mười phương. Phá thường trụ trong mười phương. Tâm kính lễ tất cả hiền thánh tăng thường trụ trong mười phương. Ma sẽ hỏi và vị chúng sẽ đáp lại. Đại chúng đã tập hợp đầy đủ chưa? Đại chúng hôm nay tập hợp có chủ đích gì? Để thực hiện yết ma truyền năm giới. Xin đại chúng lắng nghe. Hôm nay ngày 7 tháng 11 năm 2012, nhằm ngày 24 tháng 9 năm Nhâm Thìn, ngày được chọn để truyền thọ tam quy và ngũ giới. Chúng ta đã tập hợp đúng giờ giấc. Đại chúng đồng ý sẵn sàng hộ niệm việc truyền thọ quy trong tinh thần hòa hợp. Như vậy việc truyền giới hợp pháp. Bạch như thế thì phép tắc bạch có thành hay không? A Di Đà Phật. 2. Nhằm ngày 24 tháng 9 năm Nhâm Thìn, ngày được chọn để truyền thọ tam quy và ngũ giới. Chúng ta đã tập hợp đúng giờ giấc. Đại chúng đồng ý sẵn sàng hộ niệm việc truyền thọ quy giới trong tinh thần hòa hợp. Như vậy việc truyền giới là hợp pháp. Bạch như thế phép tác bạch có thành hay không? A Di Đà Phật thành. Xin đại chúng lắng nghe. Hôm nay ngày được truyền ngày được chọn để truyền thọ tam quy và ngũ giới. Chúng ta đã tập hợp đúng giờ giấc. Đại chúng đồng ý sẵn sàng hộ niệm việc họ quy giới trong tinh thần hòa hợp. Như vậy việc truyền giới là hợp pháp. Bạch như thế thì phép tắc bạch có thành hay không? A Di Đà Phật thành. Các vị Nguyễn Thị Ảnh và Cao Thị Thám, xin đại chúng theo dõi hơi thở và an trụ trong chánh niệm khi nghe ba tiếng chuông gia trì. Tiếng chuông là tiếng kêu gọi của Đức Phật giúp cho chúng ta trở về trạng thái của tỉnh thức. Cao Thị Thám quỳ chắp tay thành bức sen trình diện trước Tam Bảo, khi nghe lời xuống và tiếng chuông thì lại xuống một lạy, thì mình lại xuống theo tiếng chuông, và khi nghe được chuông thì mình đứng. Đệ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Giới tự mang ơn sư trưởng giáo huấn, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Giới tự mang ơn bằng hữu và các bậc thiền tri thức đã tác thành cho, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Cây cỏ và đức đã cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ
trong mười phương. Của chúng ta đã đi qua trong bao nhiêu thế hệ, và hôm nay quý vị đã chú ý phát tâm quy Tam Bảo. Quy Tam Bảo là quay về nương tựa nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Phật, Pháp, Tăng là ba viên ngọc quý. Quay về nương tựa Phật là quay về nương tựa nơi bậc tỉnh thức và có khả năng đưa đường chỉ lối cho chúng ta trong cuộc đời. Quay về nương tựa Pháp là quay về nương tựa nơi con đường của từ bi và trí tuệ, tức là con đường của sự hiểu biết và thương yêu. Quay về nương tựa nơi Tăng là quay về nương tựa nơi đoàn thể của những người đang thực hành con đường của từ bi và trí tuệ và nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Phật, Pháp, Tăng có mặt trong mười phương thế giới mà cũng có mặt trong mọi người và mọi loài. Quay về nương tựa nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng cũng có nghĩa là tin tưởng ở khả năng giác ngộ nơi tự tánh mình, ở khả năng khai mở và phát triển hiểu biết thương yêu nơi bản thân mình, và khả năng thực tập hành đạo của cá nhân và đoàn thể mình. Xin các vị giới tử công kính đọc theo đây ba lời phát nguyện lớn. Con về nương tựa Phật. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Phật. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Về nương tựa Pháp. Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Pháp. Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng. Con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Con về nương tựa Tăng. Con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người. Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Quý vị đã chính thức tiếp nhận Pháp Tam Quy, đưa ba viên ngọc quý vào trong lòng và vào trong đời sống hàng ngày của quý vị. Và hôm nay quý vị đã trở nên những người học trò của bậc giác ngộ và đã nguyện sống theo nếp sống tỉnh thức của người. Quý vị vừa đã tiếp nhận Pháp Tam Quy, đưa ba viên ngọc quý vào trong lòng của mình, và bắt đầu từ ngày hôm nay quý vị đã trở nên những người học trò của bậc giác ngộ, của bậc tỉnh thức. Mình là người học trò của Phật, là đệ tử của Phật, thì mình sẽ học theo đức hạnh của Phật. Phật là người tỉnh thức. Mà người tỉnh thức là gì? Người tỉnh thức đó là người không còn bị ràng buộc và ảo vọng, sợ hãi, giận hờn và tham đắm. Người tỉnh thức là người có đầy đủ tự do, có an lạc, có hạnh phúc, có thảnh thơi. Chúng ta đi tu theo Phật á, mình quy y Phật là mình học theo những đức hạnh của Phật. Phật là người giác ngộ, là người sống tỉnh thức, là người có đầy đủ sự hiểu biết và thương yêu, người không còn tham đắm, sợ hãi, giận hờn. Bây giờ hàng ngày ấy, chúng ta là con của Phật, mà con của Phật á, không nhún lưng cũng phải nhún cánh. Chúng ta phải thực tập sống như Ngài vậy á, mình tập dần dần. Hồi xưa mình chưa có tu, chưa có quy y Tam Bảo, thì cái năng lượng trong con người của mình nó có những hạt giống của tham đắm, của giận hờn, của sợ hãi, nó nhiều. Thế bây giờ mình quy y Tam Bảo rồi, mình bớt lại, mình bớt dần lại, mình bớt tham đắm, mình bớt giận hờn, mình bớt si mê, bớt hờn quá, mình bớt được những cái điều đó, thì mỗi ngày chúng ta sẽ có được niềm vui, có được an lạc mỗi ngày.
cuộc sống này nó mong manh lắm, mình có thì giờ đó để dần người này, để dần người khác, để trách móc người này, trách móc người khác. Nói chung chúng ta là người phàm phu, nói chung mình cũng còn dần, mình vẫn còn tham đắm, nhưng mà chúng ta dần hơn á thì một chút xíu rồi thôi là không có để trong lòng của mình. Còn nếu mà chúng ta mà nói sống để làm, chết mang theo thì nó rất là khổ. Những cái người mà sắp sửa ra đi á, về bên kia thế giới á, những người mà sắp sửa lâm chung á, những cái người đó là chúng ta để ý vấn đề này. Khi mà mình mà sắp sửa ra đi á, sắp sửa về bên kia thế giới thì cái cần thiết nhất mình phải bỏ đó là mình không có giận, không có hờn, không có oán. Lúc đó mình chỉ nhớ niệm Phật thôi, nhớ niệm Phật để đi theo cõi Phật. Còn nếu mà chúng ta còn giận người này, giận người kia, mai mốt mình chết rồi mình sinh ra, mình tái sinh lại vào trong cõi đời này, mình sẽ gặp lại người đó và mình với người đó vẫn oán thù, nó vẫn trần trúc, vẫn chồng chất. Cho nên được muốn sanh về cõi an lạc, cõi hạnh phúc thì ngay trong giờ phút mà cần tự nghiệp á, sửa mà ra đi á, lúc đó mình phải buông hết, không có nghĩ về chuyện của cải vật chất, không có nghĩ về cái chuyện hờn giận người này, trách móc người kia. Lúc đó chỉ nhớ niệm Phật thôi, nhớ niệm Phật mình sẽ đi theo Phật và về cõi của Đức Phật A Di Đà. Cho nên người mà để Đức Phật là hàng ngày mình học những cái hạnh tỉnh thức của Ngài. Người tỉnh thức là người không còn sợ hãi, không còn tham đắm, không còn giận dữ, không còn si mê hờn oán. Thì chúng ta tập dần dần, mỗi ngày thực tập một ít, mỗi ngày buông bỏ tham một chút, buông bỏ dần một chút, buông bỏ si mê, thì lâu ngày chúng ta cũng trở nên một người tỉnh thức giống Đức Phật vậy á. Nhưng mà cõi ta bà này thì mình tu thành thực nó khó hơn. Muốn mà dễ tu thì cố gắng niệm Phật. Sau này về cõi Phật A Di Đà thì nó dễ dàng tu học hơn, nó thuận tiện hơn. Mong muốn về cõi là phải có sự hành trì về năm giới. Quý vị chúng ta cứ buông tay xuống về sự sống và làm đẹp cho cuộc đời. Năm giới là những nguyên tắc hướng dẫn chúng ta về hưởng an lạc, giải thoát và giác ngộ. Năm giới là nền tảng của hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình và xã hội. Học hỏi và thực hành theo năm giới là ta sẽ con đường chánh pháp, ta sẽ tránh khỏi được những lỗi lầm, khổ đau, sợ hãi, thất vọng. Ta sẽ xây dựng được an lạc hạnh phúc cho ta, cho gia đình ta và đóng góp vào phẩm chất an lạc, hòa bình của xã hội. Đây là giới tướng của năm giới. Xin quý vị lắng nghe tầng giới 1 với tâm thanh tịnh. Xin trả lời A Di Đà Phật, dạ có. Mỗi khi thấy mình có khả năng tiếp nhận học hỏi, các vị đã sẵn sàng chưa? A Di Đà Phật. Đây là giới thứ nhất, đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất của năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không? A Di Đà Phật, có. Đây là giới thứ hai, là không trộm cắp, tức là tôn trọng quyền tư hữu của những người khác. Ý thức được công xã hội gây ra, con xin học theo hành đại từ để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con và những kẻ đang thực sự thiếu thốn. Con nguyện không lại làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải mình tạo ra. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác, nhưng cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con người và của muôn loài. Đó là giới thứ hai của năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và trì giới ấy hay không? A Di Đà Phật, dạ có. Đây là giới thứ ba, là không tà dâm, tức là bảo vệ tiết hạnh của mình và bảo vệ tiết hạnh của những người khác. Được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất sẽ gây ra những đau khổ cho kẻ khác và cho chính con.
Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của kẻ khác. Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của gia đình và của đời sống đôi. Đó là giới thứ ba của năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới hay không? A Di Đà Phật, dạ có. Đây là giới thứ tư, là không nói dối, tức là mình thực tập hành ái ngữ và lắng nghe. Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo hành ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tin, an vui và hy vọng. Những lời chân thực có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không lên án những điều con không biết chắc. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và đoàn thể, những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Đó là giới thứ tư của năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không? A Di Đà Phật, dạ có. Đây là giới thứ năm, là không sử dụng rượu, tức là không sử dụng các chất ma túy, bia, các chất làm cho say người. Ý thức được những khổ đau do sự sử dụng ma túy và các độc tố gây ra, con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong vấn đề ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con, cho thân tâm gia đình và xã hội con. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố. Trong đó có một số sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh, truyền trò. Con biết rằng tàn hoại thân tâm bằng rượu và các độc tố ấy là phản bội tổ tiên, cha mẹ và cũng là phản bội các thế hệ tương lai. Con nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập phép kiên cử cho con, cho gia đình con và cho xã hội. Con biết phép kiên cử này rất thiết yếu để chuyển hóa tự thân, tâm thức cộng đồng và xã hội. Đó là giới thứ năm của năm giới. Quý vị có phát nguyện nhận, học hỏi và hành trì giới hay không? A Di Đà Phật, dạ. Quý vị Phật tử, quý vị đã tiếp nhận xong năm giới quý báu, nền tảng của hạnh phúc gia đình và xã hội. Đức Phật nói sắp sửa ra đi về bên kia thế giới, nếu mà biết thọ trì ba quy và năm giới thì người đó không còn bị đọa vào trong con đường là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, đời đời được thác sanh về những cõi lành, những cõi tốt đẹp. Người nào mà khi sắp sửa mà ra đi, sắp sửa lâm chung mà biết nghĩ về Phật, nghĩ về Pháp, nghĩ về Tăng và biết nghĩ về năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì người đó sẽ được thác sanh về những cõi lành, những cõi người, hoặc là những cõi trời, hoặc biết niệm Phật nữa thì được vãng sanh về cõi Phật A Di Đà, được sanh về cõi tốt lành mà không bị đọa vào trong ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị Phật tử là đệ tử của Phật, quý vị nên tinh tiến tu học theo mà Phật đã dạy, cũng chỉ dạy để tạo an lạc và hạnh phúc cho mình và cho gia đình, cho xã hội trong đời sống hiện tại cũng như là trong đời sống tương lai. Nghe chuông, xin quý vị lạy xuống để tỏ lòng tôn kính và biết ơn Tam Bảo. Án pháp danh là Liên Mai. Và hôm nay vì thầy truyền giới cho quý vị đó là Đại Đức Thích Tâm Hiếu, và để hộ niệm cho các Phật tử mới truyền thọ pháp quy y Tam Bảo được đạo tâm kiên cố và đạo nghiệp tăng trưởng, xin đại chúng chúng ta nhất tâm trì niệm hồng danh chư Phật và chư vị Bồ Tát theo phương pháp trì danh nhất tâm bất loạn.
Nguyễn Thị Ảnh có nghe đại chúng niệm Phật không? Có chứ. Có nghe tụi con sám hối không? Có chứ. Vì vậy không có đại chúng ở đây bác có niệm Phật không? Có chứ. Có. Vì vậy mình ráng niệm Phật nha. Dạ. Để về Tây Phương với Phật ha. Dạ. Ừ, có sợ mòn hại một điều gì không? Dạ không. Có sợ chết không? Không. Có một món tiền bạc nào mà mình nhớ nghĩ không? Dạ không. Ừ, có thương một người con người cháu đào mà chờ đợi họ về không? Không. À, đời này đến đây là do duyên nghiệp mà đến ha. Vì vậy còn ở đây thì mình ráng mình niệm Phật, mình thương con cháu mình thì chính mình phải niệm Phật để về Tây Phương Cực Lạc thành Phật cứu họ nha. Yeah. Hen. Yeah. Ừ, con hỏi bác Nguyễn Thị Ảnh vậy chứ hiện nay người mà bác nhớ nhất là ai? Nhớ nhất là ai hả? À, bác muốn theo ai? Bác muốn đi với ai? Không muốn đi với ai hết trơn hết trời. Không muốn đi theo Phật luôn hả? Có không? Không, tôi nghe chứ. Hả? Con không có theo đứa nào hết trơn hết trơn. Ờ, nhưng mà có người nào mà mình nhớ nghĩ mình muốn theo không? Hiện nay bác có nhớ một người nào nhất không? Không. Người nào làm cho bác nhớ nhất? Không có người nào hết. Phật A Di Đà chứ? Ờ, Phật A Di Đà. Ờ, nhớ không? Di Đà, nhớ không Phật A Di Đà thôi chứ. Nhớ con nhất. Không có nhớ con nhớ cháu vậy nè, đúng rồi đó. Nhớ Phật A Di Đà. Nhớ Phật A Di Đà mà bác có biết Phật A Di Đà ngày ở đâu không? Tây Phương Cực Lạc. Giỏi lắm. À, bác Nguyễn Thị Ảnh niệm Phật A Di Đà đi về đâu? Về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc để mình thành gì? Để làm Phật. Vỗ tay. À, vì vậy người niệm Phật có sợ chết không? Không. Người niệm Phật có nhớ nghĩ tiền bạc của tiền vật chất gì không? Không. Người niệm Phật có liếng lưu thân bằng quyến thuộc không? Không. Thương yêu mà chẳng dấn dương hen. Dạ. Ừ. Nếu mà A Di Đà Phật đến trước bác, không có con cháu mình ở nhà, có một mình thôi, mình có đi theo Phật không hay ở lại nhà chờ con cháu? Đi theo Phật. Vỗ tay. Đức Phật A Di Đà đến trước bác, không có đại chúng ở đây, có đi theo Phật không? Đi theo Phật. Đi theo luôn. Dạ. À, chúng con sẽ đến để tiễn bác về Tây Phương Cực Lạc nha. Dạ. Nhất định chúng con sẽ đến, nhưng mà bác thấy Phật giờ nào là bác đi theo liền nha. Dạ. Không có ở lại chờ ai hết nhau. Dạ. Mình đi theo Phật màu gì? Dạ. Theo Phật màu gì? A Di Đà màu gì? Màu vàng. Màu vàng. Đức Phật A Di Đà màu đỏ tới có đi không? Không. Màu trắng tới có đi không? Không. Màu xanh tới có đi không? Không. Màu vàng tới có đi không? Đi. Đi. À, gì rồi. Rồi ông bà cha mẹ của mình á, tới kêu mình đi mình có đi không? Không.
người ta tới người ta cho mình tiền nè, cho mình những món mà mình quý thích nhất. Họ bảo rằng không đi theo Phật, đi theo họ sướng lắm. Thì bác có tham một món gì mà người ta cho mình ấy, là mình có đi theo họ không đi theo Phật không? Dạ không. Không, nhất định là do nghiệp chướng của mình ha. Dạ. Nó giả ra những hình ảnh mờ mờ ảo ảo để đưa bác vào khổ nạn đó nha không? Dạ. Nhớ từ giờ tới từ giờ phút này cho đến khi nào bác gặp được Đức Phật A Di Đà thì bác chỉ theo Phật A Di Đà thôi nha. Dạ. Không có theo người nào nha. Dạ. Ông bà cha mẹ mình tới kêu đi có đi không? Dạ không. À đúng rồi. À, hiện tại vậy là nằm vậy thấy khổ không? Dạ không khổ. Không khổ. Vì sao vậy? Vì con sung sướng lắm Phật ơi. Vì con sắp gặp Phật A Di Đà rồi. Hen. Dạ. Mình thật là hạnh phúc đi. Bác Nguyễn Thị Ảnh hạnh phúc hơn chúng con đó. Vì sao bác có biết không? Vì bác sắp gặp được Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc rồi hen. Dạ. Vì vậy mình không có sợ gì, không có nghĩ gì nữa nha. Dạ. Bác lỡ bác nằm chim bao bác thấy những người tới lôi kéo đánh đập mình sợ quá, mình biết mình cầu ai cứu mình không? Dạ, biết cầu Phật chứ là. À, vỗ tay giỏi lắm, cầu Phật thôi. Chỉ có Phật cứu mình mới thoát khổ. Dạ. Chỉ có Phật tiếp dẫn mình mới về Tây Phương Cực Lạc được nghe không? Dạ. Vì vậy nhất định chỉ theo Phật A Di Đà thôi. Dạ. Giờ phút nào bác chưa gặp Đức Phật A Di Đà thì bất cứ một người nào mình cũng không theo nghe không? Dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Rồi, không có đạo tràng ở đây có niệm Phật không? Có chứ. À, đừng ngủ nha. Bác. Bác niệm sao đâu, bác niệm cho dị thường nghe coi. Niệm sao vậy? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chân thật cho con theo về Tây Phương Cực Lạc, chân thật cho con theo về Tây Phương Cực Lạc, chân thật cho con theo về Tây Phương Cực Lạc. À, gì đó. Bác niệm chậm chậm thôi để bác mệt nha. Mình niệm chậm lại mà rõ ràng từng chữ từng lời. Nam mô A Di Đà Phật, cho con về Tây Phương Cực Lạc. Nè, nằm đây là đọc cái này thuộc là cái gì phải không? Dạ, nha. Dạ. Cứ mỗi lần mà mình bệnh đau á, đau nhất quá mình kêu Phật nào? Phật Di Đà. Ờ, hãy mình đau lên mình nhất quá, mình khổ quá, những sự khổ là mình kêu Phật liền nha không? Dạ. Để mình về với Phật nha. Dạ. Rồi bây giờ mắc niệm 10 niệm đi rồi niệm Phật dẫn chúng nha. Dạ. Ờ, có tư lương để hành trì tính hành nguyện mà về với Phật nha. Dạ. Rồi niệm đi, nhìn Phật niệm đi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chậm chậm thôi để bác mệt. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Cho con về. Cho con về Tây Phương Cực Lạc, cho con về Tây Phương Cực Lạc, cho con về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, chứ nếu Phật cho con về thế. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vỗ tay. Rồi bây giờ là tụi con niệm Phật nha. Bác niệm Phật, bác dẫn chúng trước, tụi con niệm Phật sau hen. Dạ. Tất cả chúng ta đều nương về đại nguyện của A Di Đà Phật mà cầu A Di Đà Phật cho chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc nha. Dạ. Tất cả chư vị quan gia trái chủ hen. Dạ. Tất cả cụ huyện thất tổ nha. Dạ. Trong ngày hôm nay về Tây Phương Cực Lạc luôn nha. Dạ. Chư vị đang ở một thể tánh không còn sanh diệt, không chấp vào thân tướng, không chấp vào kiếp nạn của kiếp vừa qua hoặc là vô lượng vô biên kiếp. Hôm nay chư vị thật là hạnh phúc, tất cả đại chúng sẽ tiễn tất cả chư vị về Tây Phương Cực Lạc nha. Vì bác Nguyễn Thị Ảnh niệm Phật nha. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho Nguyễn Thị Ảnh được vãng sanh. Cho Nguyễn Thị Ảnh được vãng sanh. Về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành. Ở phương Tây thế giới an lành. Nguyễn Thị Ảnh phát nguyện vãng sanh. Nguyễn Thị Ảnh phát nguyện vãng sanh. Cuối xin Đức từ bi tiếp độ. Cuối xin Đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Niệm đi là tụi con niệm theo nha, niệm đi. Niệm to lên cho Phật nghe, Phật cứu mình đi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chậm chậm thôi cho tụi con niệm nha. Bác niệm một niệm đi rồi bác ngưng, rồi tụi con niệm, rồi bác niệm theo nha, rồi bác niệm đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Bây giờ bác Nguyễn Thị Ảnh á, trong tâm bác có một việc gì mà bác nhớ nghĩ không? Trong tâm bác có một việc gì mà bác cần đạo tràng giúp đỡ không? Có không? Có một việc gì làm cho bác phiền não không? Không. Có một việc gì làm cho bác giận hờn không? Không. Có một việc gì làm cho bác lo âu không? Không. Giờ hiện tại giờ tâm bác muốn đi đâu? Muốn về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật, giỏi lắm. Về Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà ha. Dạ. Vì vậy mà mình, người mình hiện nay á, cái người mình nhớ nhất sẽ là ai? Người mà bác mong chờ bác đi theo đó. Người mà bác mong chờ bác nhớ nhất là ai? Phật A Di Đà. A Di Đà Phật, vỗ tay nghe không? Vì vậy bác nhớ nghe không? Ha, yeah. Ngày ngày á, những cơn đau đến với bác thì A Di Đà Phật, Phật ơi cứu con, cho con về Tây Phương Cực Lạc. Yeah. Mình có thấy việc gì sợ hãi quá mình cũng kêu Phật cứu mình nha. Yeah. Đức Phật A Di Đà sẽ cứu bác nha. Yeah. Vì vậy đi theo một mình Phật A Di Đà thôi nha. Yeah. Cho dù bất cứ một vị Phật nào, cho dù bất cứ một vị tiên, một vị thần hay bất cứ là một vị nào cũng không phải là A Di Đà Phật thì không theo. Yeah. Yeah. Ông bà cha mẹ mình kêu mình đi, mình có đi không? Không. Không đi, không theo ai hết. Vì đó là do nghiệp lực của mình chiêu cảm nên những hình ảnh đó để đưa mình vào khổ nạn ha. Yeah. Bác Nguyễn thì ảnh đi theo Phật nào? Phật Di Đà. Phật Di Đà màu gì? Màu da. Màu đỏ tới có đi không? Không. Màu xanh tới có đi không? Không. Màu vàng tới có đi không? Đi theo màu vàng. À, Di Đà Phật vỗ tay. Vì vậy phải vững vàng lên nha. Dạ. Vì vậy người niệm Phật có sợ chết không? Không. Người niệm Phật có hạnh phúc không? Có hạnh phúc. Người niệm Phật có vui không? Vui. Vui thì cười lên đi. Cười lên đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nguyễn Thị Ảnh về Tây Phương Cực Lạc thành Phật có cứu chúng sanh không? Có chứ. Có không? Cứu hết ha. Cứu hết. Cứu đạo tràng không? Cứu. Có cứu dự thường không? Có. Đừng chừa lại nha. A Di Đà Phật. Không chừa lại. Vì vậy bây giờ bác niệm 10 niệm đi nha. Bây giờ bác niệm nhanh đi, bác niệm tốc hành lên đi ha. Chừng nào niệm chung với đại chúng thì bác niệm chậm. Giờ bác niệm đi, cầu cầu Phật tha thiết lên đi, niệm đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô. Cho con về. Cho con về Tây Phương Cực Lạc. Cho con về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Trên Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Ngay đâu hôm nay? Đi luyện giờ. Hả? Phật lại rước luyện giờ. Rước luyện về. Đi về Tây Phương. Về Tây Phương hả? Ừ, đi không? Đi. Đi. Như vậy là cầu đi. Nam mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật. Cho con về Tây Phương Cực Lạc. Cho con về Tây Phương Cực Lạc. Ngay đêm hôm nay. Ngay hôm nay. Vậy à. Người niệm Phật có sợ chết không? Không. Người niệm Phật có hạnh phúc không? Có. Người niệm Phật có vui không? Vui. Người niệm Phật vui thì cười lên đi. Thôi. À, kêu mình không? Không. Có thấy ai mà làm cho mình sợ nữa không? Không. Hôm nay có bị bệnh đau nhất gì nữa không? Có. Có. Rồi lúc có bệnh bắt cầu ai cứu mình? Đức Phật Di Đà. Ờ, Phật A Di Đà. Nhớ cầu Phật A Di Đà cứu mình nha. Yeah. Đức Phật A Di Đà. Đến trước bác. Không có ai ở nhà hết trơn á. Bác có đi đâu Phật không hay là ở nhà với con cháu? Đi theo Phật. Đúng rồi, vỗ tay đi. Chết là bị gạt luôn. Đức Phật A Di Đà. Đến trước bác. Không có đạo tràng ở đây. Không có người nào hết trơn á. Yeah. Có đi đâu Phật không hay là ở đây chờ đạo tràng? Đi. Đi đâu Phật nha, vỗ tay nhất định như vậy á. Đây là lời phát nguyện của bác nha. Dạ. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con về. Cho con về Tây Phương Cực Lạc. Cho con về Tây Phương Cực Lạc. Ngay trong hôm nay. Ngay hôm nay. Rồi bắt tay đi. Hứa nha. Con sẽ về Tây Phương Cực Lạc. 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 Lớn lên cho Phật nghe mau mau đi. Con sẽ về Tây Phương Cực Lạc. 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 Vỗ tay. Rồi giờ lại nha, chuẩn bị hơi đừng cười nha, cười cho Đức Phật nghe. Mình về thế giới Tây Phương Cực Lạc á thì tiếng khổ không có nè, sự khổ không có nè, không có buồn. Vì vậy mình về Tây Phương Cực Lạc là mình không có buồn, mình phải vui nha. Vì vậy người niệm Phật có sợ chết không? Không. Người niệm Phật có hạnh phúc không? Hạnh phúc. Người niệm Phật có vui không? Vui. Vui thì cười lên đi. Cười. Nhắn về đây vui Cực Lạc nha. Cười chắc đọc lên đi chứ. Cười kha 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 hạnh phúc đi. Thôi vậy tụi con mừng nha. Xin tùy hiện công đức với bác nha. Dám giữ vững cái tâm này vững lên. Để con về với Phật nha. Không sợ gì hết. Thấy cái gì sợ quá. Ai đi là Phật. Phật ơi cứu con. Cho con về Tây Phương Cực Lạc. Nhớ không? Dạ, nhớ. Rồi thôi nha. Dạ. Rồi ráng niệm Phật nha. Dạ. Đi theo Phật màu gì? Đi theo Phật màu gì à? Màu đỏ tới có đi không? Không. Màu xanh tới có đi không? Không. Màu trắng tới có đi không? Không. Màu vàng tới có đi không? Có. Có. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho hương linh nguyện thị ảnh pháp danh Liên Hoa, hồi hướng cho hương linh nguyện thị ảnh pháp danh Liên Hoa, hồi hướng cho tất cả quan gia trái chủ, hồi hướng cho tất cả quan gia trái chủ của hương linh Liên Hoa, được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, trên đền bốn ơn nặng, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, hết một báo thân này, đồng sanh Cực Lạc quốc, đồng sanh Cực Lạc quốc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà. Linh phải buông bỏ tất cả những việc gì còn vướng mắc nơi đây ha. Con cháu mình ở lại đây họ sẽ có việc của họ lo. Hướng đi tới của hương linh là Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, không nên khởi tưởng niệm chấp trước vào của tiền vật chất để mà mình rơi vào não quỷ ha. Không nên phiền não giận hờn bất cứ một người con người cháu nào để mình vào kiếp nạn địa ngục ha. Không còn liếng lu, không còn chờ đợi, không còn lo âu cho một người con bệnh tật nào. Vì thương họ chính hương linh và giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc để thành Phật độ chúng sanh ha. Quan gia trái chủ của quyền tất tổ thân tập gia đình vĩnh viễn mình không còn khổ nữa rồi. Đừng có để khởi một niệm chấp trước gì mà rơi vào khổ nạn. Giờ đây xin hương linh hoan hỷ cho chúng tôi được chạm đến thân của hương linh để làm niềm tin cho tứ chúng. Nếu đã giảng sanh thì những hình ảnh chân thật này, hương linh sẽ độ mình, độ người, độ tất cả thân tộc, con cháu mình ở đây. Họ sẽ biết hướng Phật, niệm Phật để thành tâm nương về đại nguyện A Di Đà Phật mà niệm Phật giảng sanh. Vì vậy chúng tôi tin rằng hương linh sẽ vững vàng mạnh mẽ, vượt qua tất cả mọi sự cám dỗ, vượt qua tất cả mọi tham đắm sân giận si mê để được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một đời niệm Phật khổ đau, hương linh đã hiểu được rồi, đã cảm nhận được rồi, thân sanh già bệnh chết. Vì vậy chỉ về Tây Phương Cực Lạc, chỉ theo Phật A Di Đà. Hương linh phải ghi nhớ rõ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. 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 Yeah.
Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật. Nhưng mà nhớ là trong chương trình thì quý vị ráng mà niệm Phật thêm cho bà đừng có sát sanh nha, để cho phẩm vị của bà được cao hơn. À, thấy mẹ của mình không, bây giờ là, nằm nghiêng mà mình lật qua được nè, thấy không, tay chân là rất là mềm nè, quý vị thấy không, là như là Phật ha. Thì bà có tính hành nguyện gì đó. À, chúng tôi tin rằng bà đó đã vượt qua tất cả mọi sự nhận dạng nha. Kể từ đây hứa với đạo tràng đó là Phật tử, là hương linh nguyện thì ảnh pháp danh liên qua dẫn sanh về Tây Phương Cực Lạc để mà cứu tất cả đạo tràng nha, cứu tất cả chúng sanh nha. Phật tử thật là hạnh phúc hơn chúng tôi, vì thân nghiệp khổ đã trả đã dừng, thân vô thường đã hoại diệt. Tôi xin tán thán và tỷ công đức. Mùng 7 tháng 4 năm 2013, ba hồ điện Liên Trì cùng chùa Hồng Pháp, hương linh nguyện thị ảnh pháp danh Liên Hoa. Sau nhiều ngày, cũng hơn một năm, chúng tôi đến đây niệm Phật. Và giờ đây thì cụ bà đã được viên mãn, thoại tướng mềm mại tươi hồng, trên đỉnh đầu này ấm nóng. À, nếu các vị nào còn nghi ngờ thì cứ lợi giờ kiểm nghiệm ha, để phan lại cho chúng tôi nói dứt khẩu lên nha. Họ lại rờ cái đầu đỉnh đầu của cô Năm á. Bây giờ để cho nó xong đi, phan trong cái phần đi là chúng tôi nói chuyện rồi ha, thấy không? Không có niệm Phật mà giờ này lại vậy là quá rồi ha. Phải thành tâm niệm Phật trong 49 ngày niệm Phật đi nha. Con cháu niệm Phật về cho phẩm vị được cao hơn ha, quý vị đã thấy rồi đó. Và quyết định ban hồ điện ảnh tôi không có nhập ảnh một cái thứ gì của chư vị. Chỉ mong rằng gia đình kể từ đây đó, nếu mẹ mình bị xảy ra trước mặt mình thì hiểu đạo hơn nữa. Sau này những người thân tộc gia đình của mình đó, có chuyện gì quý vị phải thành tâm niệm Phật hơn. Đừng có để mà để cho người ta khổ nạn của người thân của mình là bị đọa vào luồng bị xuất sanh ha. Và hôm nay cũng xin tỷ với gia đình tất cả chúng tôi đã thành tâm niệm Phật, và cụ bà cũng được về sanh về một cõi an lành thế giới Tây Phương Cực Lạc đúng như cụ bà thường niệm thường nguyện nha. Thôi xin tỷ công đức. Thì quý vị đã xa xôi tới đây để làm cho bệnh nhân vậy, thì mày là gia đình, tại vì gia đình thì trước mắt là cảm ơn và thành kính thôi. Nhìn để thấy ngắm mà suy, sanh ra bệnh tật chết nằm không yên. Yêu thương chuộc lấy ưu phiền, sinh ly tứ biệt đôi đường, trần gian âm cảnh suối ngàn ngăn đôi. Oán thù ganh ghét đời nhiều trái ngang, gia can suy đôi cũng tài hoàn gia. Người về lùa ngắm cao sang, ai tham danh lợi uy quyền, cầu mong không chứng khô sau triền miên. Là đây ta hay quán suy, cầu mong vãng sanh thoát cõi ta bà. Niệm Phật chuyên tu giải thoát, mong về Cực Lạc Tây Phương, nhất tâm chi niệm hồng danh Di Đà.
ngẫm mà suy. Sanh ra bệnh tật chết nằm không yên, yêu thương chúng lấy ưu phiền, sinh ly tứ biệt đôi đường, trần gian âm cảnh suối ngàn ngăn đôi. Hoàn thù ganh ghét đời nhiều trái ngang, gia can suy đôi cũng tài hoàn gia. Người mê lùa ngắm cao sang, ai tham danh lợi uy quyền, cầu mong không chứng khô sau triền miên. U mê ngũ uẩn lục trần, thân tâm phiền não vô biên, trôi lăn sóng nẻo luân hồi, làm sao đôi nghiệp thoát vòng tử sinh. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cố khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, kết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà.